vào chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin mời vào, mời vào. Nhiều đồ ăn lắm rồi nha, đừng có hốt hoảng nha. Bè, thấy chưa? Muốn ăn trái cây có trái cây nè, mận ha. Ăn cơm mà phải có rau, phải có xà lách. Xà lách mà trộn với lại cà chua, dầu giấm, thêm vài cái trứng luộc này nữa thôi, ăn nó tuyệt vời, bá cháy. Đậu que nè ha. Quý vị thấy không, trong nhà có người phụ nữ mình phải có cải, rau cải thường xuyên là tốt nhất. Nhiều lúc đôi lúc mà đi quay, đi hát về mà không có đồ ăn thì mình lấy đồ này ra nè, mình luộc, mình ăn với lại nước tương hoặc chao cũng được nữa. Không phải là nói ăn cái này không nha, không phải ăn rau không đâu nè, đây nè. Tèn tèn, đó. Muốn gà có gà, muốn thịt có thịt, muốn cá có cá, thịt xay nữa để mình nấu canh. Nhưng mà để vậy thôi chứ đâu có nấu ăn gì đâu, ăn toàn gu đoàn phim không. Nói vậy chứ theo Thanh Hằng nghĩ rằng là một người phụ nữ trong gia đình là phải có tươm tất hết đầy đủ như thế này. Mặc dù có nấu hay không nấu nữa, Thanh Hằng chỉ ở có một mình thôi, mặc dù là đơn chiếc nhưng mà đồ ăn cũng đầy đủ. Mà khi bất chợt có bạn bè hoặc ekip của đoàn phim nào tới nha, là mở tủ lạnh ra là có sẵn đồ ăn luôn, khỏi cần phải đi đâu xa. Coi như là hồi đó ở dưới quê, ở dưới Cần Đước á, rồi thường thường thì ý quê thường hay ăn cá đồng, cá lóc kho tiêu, cá trê kho tiêu hoặc là cá trê chiên, ăn cá thường nhiều hơn. Đó, cho nên là những cái khẩu vị đó mà gia đình á, thì có người bác dâu á, bác kho đồ ăn ngon lắm. Cho nên là Thanh Hằng nói chung thật sự là cũng rất là dễ ăn. Ê, miễn là có cá ăn cá, có thịt ăn thịt. Nói chung là cũng nhớ đến những cái món ăn của quê nhà dữ lắm. Thì chỉ có là như thế nào, tự mình tạo điều kiện cho mình tự mình làm. Hồi xưa ở bên Việt Nam á, thì có người này nấu, người kia nấu. Nhưng mà khi qua bển sống rồi là mình phải tự. Và nhớ những cái món gì mà mình đã ăn rồi thì mình tự làm lại. Nhưng mà ở bên nước ngoài không có cá trê tươi nè, không có cá lóc tươi nè, thì mình cũng chế biến lại. Giống như mua cá mà cá trong hồ hoặc là cá nó đã sẵn rồi thì mình về mình chế biến lại, mình kho tiêu mình ăn thôi. Mà thường thường là thích ăn cá kho tiêu với lại xoài bằm á. Riêng mắm mà kho không đâu, mình phải chế biến ra nè, bỏ cái xác rồi mình lấy cái nước, rồi trong cái nước đó mình có pha thêm nước dừa xiêm nè đó, rồi gia vị vô nào là cà tím nè, hay hoặc là thịt ba rọi nè, rồi tôm nè, rồi mực nè đó, rồi cá, có cá trong đó nữa, thì mình pha ra nó loãng ra, rồi mình nêm nếm cho nó vừa mặn vừa ngọt, vừa coi như là cái gia vị nó vừa lạc lạc lạc, mình ấm chấm với lại rau sống á.